Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ làm những cái video để hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ gọi là Supply. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong khi chúng ta lập trình web hay chúng ta thực hiện lập trình web, đặc biệt là HTML và CSS các bạn ha. Đây là nội dung mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái những cái video này. Một Đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tải và cài đặt cái Spline nó như thế nào, một cái editor tôi thấy khá là hay các bạn ha, và hiện tại nó đang khá là phổ biến, được xài rất là nhiều nơi. Các bạn có thể code HTML, CSS, các bạn có thể code được C, C#, vân vân, rất là nhiều, nó có rất là nhiều cái plugin để chúng ta thực hiện. Thì một là tôi hướng dẫn các bạn tải và cài đặt. Nội dung thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái package và cái plugin. Và hai cái plugin tôi hướng dẫn đó là chính là cái MS và cái đại doc block các bạn ha. Thì hai cái plugin này khá là quan trọng cho nên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xài. Chúng ta có thể có nhiều cái plugin khác thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Và quan trọng là chúng ta sẽ cài đặt cái package như thế nào và chúng ta sẽ install những cái plugin. Một số những thao tác căn bản khi chúng ta sử dụng với lại cái Spline. Và cuối cùng tôi sẽ có một list những cái video để hướng dẫn các bạn các cái mẹo sử dụng cái công cụ sử dụng cái plugin MS này. Nó rất là nhiều tính năng trong HTML và CSS. Tôi nhấn mạnh trong HTML và CSS để các bạn có thể thực hiện nó cực kỳ lẹ các bạn ha, rất là lẹ, rất là nhanh chóng. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về vấn đề cài đặt các bạn nha. Hướng dẫn cho các bạn cài đặt. Đây, đầu tiên chúng ta viết search Google, chúng ta viết là supply các bạn ha. Supply thì nó là supply tag. Thì hiện tại là cái phiên bản mới nhất là Supply Tag 3 đây các bạn, đó là phiên bản mới nhất của chúng ta ha. Thì chúng ta click vào, chúng ta có thể xóa số 3 này cũng được, các bạn bấm Supply đây, nó đi vào trang chính của nó, Supply Tag. Thì các bạn ngay trang chính các bạn cũng thấy ha, nó support rất là nhiều các bạn, nó support rất là nhiều thông tin cho chúng ta ở đây. Thì các bạn thấy nè, rồi bây giờ chúng ta xài, chúng ta cài đặt nó như thế nào, download for Windows, chúng ta tải về. Rồi các bạn đợi tí, trong vòng vài giây thì nó cũng có cho MacBook các bạn ha. Trong MacBook thì tôi cũng đã cài rồi, đây đây là công cụ cho MacBook các bạn ha, công cụ cho MacBook của chúng ta ha. Tôi new một cái file, đây là MacBook tôi đã cài cho MacBook. Thì bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cài cho Windows ha, các bạn đợi một tí nó tải về, xài rất là hay các bạn ha. Trong lúc nó tải thì tôi demo sơ sơ cho các bạn thấy ha, các bạn thấy đây. Giờ giả sử tôi close tất cả cái này lại các bạn nha, tắt hết, don't save, đây tắt luôn, don't save. Đây tôi demo sơ cho các bạn thấy, tôi giả sử tôi lưu cái file này cls.html test new.html. đây giả sử tôi demo thì các bạn thấy tôi tạo một cái document cực kỳ lạ các bạn ha, html 2.5 đó, nhanh hơn các bạn. Thì để chúng ta gõ thì các bạn gõ từng cái dòng lệnh này khá là lâu, trong khi đó chúng ta xài supply thì chúng ta viết cực kỳ đơn giản các bạn, chúng ta HTML 2.5 rồi chúng ta bấm tab nó ra, được chưa nào, khá là hay. Thì bây giờ chúng ta quay lại, nó tải chưa xong nữa ha. Rồi hoặc là gì các bạn, hoặc là bố tôi tạo một cái thẻ div cho các bạn thấy nè, một list những cái thẻ nó lồng nhau nạp. Rồi gì thì các bạn đến cái thẻ là div có class là item, class là item chẳng hạn, rồi đến thẻ url, rồi đến gì các bạn li nhân 5 lần li ha, tab đó, lẹ không các bạn, cực kỳ lẹ đúng không nào. Nap rồi thẻ div có cái class là item ul và có 5 cái li ha, cực kỳ lẹ ha. Các bạn thích chưa nào. Rồi bây giờ chúng ta đã tải xong trên Windows, chúng ta bấm vào cài đặt ha. Rồi chúng ta run next. Thao tác cài đặt, nó cài đặt ở program file supply tag 3, next, add to explorer, next, rồi install. Chúng ta tiến hành quá trình cài đặt install, rồi finish. Rồi chúng ta coi nó nằm tại đâu rồi, chúng ta viết vào sub, đây các bạn, supply tag 3, bấm lên đây ha, thì nó đơn giản giống vậy thôi ha, chưa có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta đã tiến hành cái quá trình là tải và cài đặt các bạn ha. Cái bước thứ hai là tôi sẽ gì các bạn, tải và cài đặt, rồi cho đến chúng ta tiến hành vấn đề cài đặt cái bucket và cái hai cái plugin quan trọng ha.
cài đặt bắt kịp và plugin quan trọng là như thế nào. Rồi chúng ta quay lại. Bắt kịp thì các bạn xem cái hướng dẫn cái bắt kịp của chúng ta. Run bắt kịp, setting bắt kịp. Rồi chúng ta tiến hành cài đặt cái bắt kịp các bạn ha. Đây thì chúng ta search cái bắt kịp nó như thế nào. Đây các bạn có sẵn là các bạn bắt kịp control luôn này các bạn. Đây bắt kịp control, install bắt kịp control nó như thế nào. Chúng ta phải install cái này vào thì chúng ta mới thực hiện được vấn đề cài đặt. Đây chụp Supreme Tech 3 này các bạn. Supreme Tech 3 chúng ta copy cái đoạn này, nó nói là đơn giản nhất để chúng ta cài install cái này. Thì các bạn có thể bấm này control cộng, hoặc là chúng ta bấm view show control, hoặc chúng ta bấm view show control. Rồi chúng ta copy cái đám này, chúng ta dán vô, chúng ta copy. Rồi chúng ta mở, chúng ta chọn view show control đây các bạn. Đây show console, show console. Rồi đây chúng ta dán paste. Rồi chúng ta bấm enter. Rồi các bạn đợi nó cài các bạn ha, nó đang cài bắt kịp chúng ta. Bắt kịp control đang cài, nó cài xong chưa nào. Import này bắt kịp supplementary loading. Ta coi nó cài xong chưa, bắt kịp control đang reloading. Bắt kịp. Rồi chúng ta quay lại chúng ta xem install này các bạn ha. Manual click reference download bất kỳ control copy install rồi restart. Sau đó chúng ta restart lại supply. Rồi quá trình cài đặt thành công chưa nào. Rồi thành công rồi, bây giờ chúng ta reload đi, đang reload, nó đang reload các bạn. Nhớ là nó phải success, nó bấm success chưa nào. Rồi chúng ta thử tắt thử coi nha. Tắt. Rồi chúng ta tắt. Rồi chúng ta khởi động lại. Sublime các bạn ha. Rồi sublime. Rồi bây giờ chúng ta coi cái preference. Đây các bạn, khi mà chúng ta cài đặt thành công thì nó có cái bắt kịp control các bạn trong preference. Preference trong bắt kịp control thì chúng ta có này. Nếu như bạn nào xài MacBook thì chúng ta qua bên MacBook các bạn. MacBook của chúng ta đây thì cũng có trong chỗ này các bạn. Preference và chúng ta chọn là gì, bắt kịp control ha, bắt kịp control chúng ta chọn đây thì nó sẽ ra cái này, và chúng ta chọn là install bắt kịp, install bắt kịp. Rồi chúng ta quay lại cái này, chúng ta chọn bắt kịp control là các bạn chọn là install bắt kịp. Rồi nó chạy đó, bây giờ là nó có hàng trăm cái, hàng ngàn cái bắt kịp, rất là nhiều các bạn ha, rất là nhiều cái bắt kịp. Bây giờ chúng ta xài hai cái bắt kịp quan trọng là chúng ta xài cái MS cho các bạn đây ha, cái MS chúng ta bấm vô đây. Thì các bạn thấy nó đang cài này, là install bắt kịp, install bắt kịp. Đây bắt kịp đã được cài thành công à, nó đã được cài thành công cho chúng ta rồi. Rồi chúng ta cài thêm một cái bắt kịp nữa, tôi hướng dẫn hai cái bắt kịp này là chính yếu các bạn ha, còn chúng ta tự tìm hiểu thêm. Bắt kịp control chúng ta chọn install bắt kịp và chúng ta search cái doc đây các bạn, doc log. Thì cái này, công cụ này nó sẽ giúp ích cho các bạn gì, cái bắt kịp này nó sẽ giúp ích là khi chúng ta viết code các bạn, chúng ta comment, chúng ta bấm cái này thì nó tự động nó generate, nó tự tạo ra những cái comment các bạn, những cái chú thích đó các bạn, nó tự động hết cho chúng ta. Hay những cái chú thích là ví dụ như là nó đưa ra những cái param truyền vào hàm hoặc là thăng hàm, rồi nó sẽ làm rất là nhiều. Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn chỗ này ha. Chúng ta cài tiếp tục install bắt kịp. Rồi bắt kịp đã install thành công được cái nào. Rồi để chắc chắn thì chúng ta tắt nó đi, chúng ta mở lại để cho nó reset hết ha. Rồi chúng ta Sublime Text. Rồi đây Sublime Text 3. Ok, chúng ta mở lên. Rồi, bây giờ thì về các bạn, một số tôi hướng dẫn tiếp theo là một số những cái thao tác cơ bản ha, thao tác cơ bản. Đầu tiên, cái project thì chúng ta có thể add một cái folder đến project của chúng ta. Thì cái folder này các bạn là chúng ta chứa nhiều cái file trong cái file trong cái gì các bạn, trong cái thư mục web của chúng ta. Bây giờ tôi đã sử trong cái document này các bạn. Trong cái document này tôi tạo ra một cái folder new folder. Đây, thì ví dụ chúng ta test my class.vn test HTML. Rồi. Ha. Rồi trong này chúng ta ví dụ chúng ta new một cái file. Đây cái file text. New một cái file text. Chúng ta new một cái text file
Thằng này nó nêu sao nó khó quá. Thôi chúng ta tạo luôn, select cái folder này luôn đi. Đó các bạn thấy ha, nó có hai cái tài liệu, nó tự động có hai trong này mà nó chưa có refresh lại cái cửa sổ đó các bạn, cho nên các bạn sẽ không thấy cái này. Đó, đây nó có tạo ra hai file ha. Rồi, chúng ta xóa cái này đi. Bây giờ chúng ta có thể save nó lại. File. Đó, nãy là tôi hướng dẫn các bạn chúng ta mở một cái gì các bạn, cái project thì chúng ta xài cái project và chúng ta add cái folder vào đây thì nó có cái folder cho chúng ta. Thì cái này chúng ta có thể rename nó lại. Đây hoặc là chúng ta bấm file, chúng ta save add nó đi. Tạo ra một file mới. Đây. Ví dụ như chúng ta tạo ra là gì các bạn? .html đi ha. Đây .html. Thì chúng ta tạo một cái trang index. Rồi index.html chúng ta lưu. Rồi, nó index ha, nãy tôi save add rồi các bạn, tôi xóa hai cái này đi. Delete file. Rồi. Thì trên này nó cho các bạn là chúng ta browse một cái project, rồi chúng ta cũng có new file ha, chúng ta new những cái file lên các bạn. Chúng ta new file nè, hoặc là chúng ta new folder ha, ví dụ chúng ta tạo một cái folder đây các bạn. Xmas. Rồi, chúng ta tạo một cái folder hình ảnh chẳng hạn, hay chúng ta đem cái này ra ngoài. Là cái thư mục này là chứa hình nè các bạn, hoặc là chúng ta tạo ra gì các bạn, một cái file.cns chẳng hạn. New file. Rồi đây, ví dụ như chúng ta có style.cns chúng ta lưu self style.cns. Đó, chúng ta tạo ra ha, file style.cns. Rồi được chưa nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ coi cái gì? Một số những thao tác căn bản đã xong. Thao tác căn bản rồi, chúng ta cài đặt, tải, cài đặt bắt kịch, khai bắt kịch này, thao tác căn bản. Rồi bây giờ chúng ta đến các mèo của chúng ta. Thì trước khi đi đến các cái mèo thì tôi hướng dẫn các bạn một số những nguyên tắc chung, các bạn nắm một số những nguyên tắc chung cho khi chúng ta sử dụng cái plugin MS, cái plugin MS để chúng ta soạn thảo HTML và CSS thì nó như thế này. Nếu như các bạn cần thêm một cái tag, cái tag đó các bạn, HTML tag, tag ở trong một cái thẻ, ví dụ như cái thẻ content, cái nội dung bên trong các bạn, thì chúng ta xài hai cái dấu ngoặc này, dấu ngoặc nhọn. Nếu các bạn muốn thêm attribute thì chúng ta xài hai dấu ngoặc vuông này. Nếu các bạn muốn tạo những cái thẻ côn, ví dụ như tôi tạo khi nãy đó các bạn, ví dụ như chúng ta tạo header rồi đến thẻ div rồi đến ul đến li thì chúng ta xài cái thẻ này. Lát tôi sẽ trình bày chi tiết cho các bạn, chúng ta nhớ đã. Còn cái này là chúng ta muốn tạo ra một cái element ở lớp trên. Rồi các bạn muốn tạo ví dụ năm cái ul, năm cái li chẳng hạn, là hay là năm cái thẻ div, năm cái thẻ gì thì các bạn xài cái dấu nhân này, dấu sao này, nhân đó các bạn. Chúng ta tạo ra nhiều cái thẻ giống nhau. Còn cái đô la này các bạn là chúng ta tạo ra những cái thẻ mà chúng ta đặt cái ví dụ đặt cái ID hay đặt cái tên nó nói gì các bạn, nó tự động đánh số, ví dụ item 1, item 2, ID 1, ID 2, ID 3 thì chúng ta sẽ dấu đô la này. Rồi cái dấu cộng là để chúng ta tạo ra những cái thẻ anh em, ví dụ như thẻ thẻ div 1 và div 2 là hai thẻ anh em với nhau chẳng hạn. Đây là để chúng ta gom nhóm. Còn ví dụ các bạn theo một cái class trong một cái thẻ div là một cái thẻ gì đó, chúng ta chấm dấu chấm, ví dụ div chấm abc thì sẽ div đó nó sẽ có gì các bạn, cái class là abc. Hoặc là chúng ta muốn thêm cái id cho cái thẻ thì chúng ta xài cái này. Thì lần lượt tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo để chúng ta xài tất cả những cái này khi chúng ta làm, chúng ta thao tác cực kỳ lẹ các bạn, cực kỳ lẹ. Thì trong cái video này tôi tạm thời dừng tại đây, video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo ha. Lần lượt thì nó có khoảng là 20 mẹo các bạn, có html và css. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 20 mẹo này để chúng ta khi chúng ta làm layout, khi chúng ta làm HTML CSS nó lẹ và rất là nhanh khi chúng ta code. Rồi thì video này tôi dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn.